Cái khuyến mãi này nếu mà anh chị cô chú mình nhìn kỹ đó, thì ở trên thị trường không có cái hãng nào mà nó được như cái giá này, mà được cái khuyến mãi này và cái chất lượng cỡ tầm này anh chị. Thương hiệu hôm nay Hồng Duyên nói lại với anh chị là Workfit. Workfit là nó chuyển thể từ Himoki của mình hôm trước đúng không? Hồi trước nó là Himoki, bây giờ nó không còn thương hiệu Himoki nữa, chuyển qua thành Workfit. Thì anh chị mình thấy là một cái máy 160 new của bên hãng Workfit, thì cái này là anh chị mình thấy nếu với 160 new anh chị mình có thể là khoan rút lỗi nè, làm điện âm tường, thì máy này khá nặng, con máy này không, nó nặng ký chính rồi anh chị. Thì cái thân đó, nó chưa có pin đó nha, thì nó có đi kèm hai cục pin 5A đó, chân pin là M21 thông dụng. Nó có được chức năng là anti kickback luôn anh chị đó, ví dụ như anh chị xài anti kickback đó, tức là nó khoan rút lỗi được, nó bắn dít được, nó quan sát khoan tường gì, nó có chức năng búa và nó chạy từ, không có chổi than thì chắc chắn rồi. Đầu 13mm đó, đầu lóc anh chị ha đó. Thì với một cái sản phẩm như thế này, tốc số 1 của nó là 650 vòng ha, anh chị mình kéo tốc số 1 nó hơi nặng nha, chỗ này nó nặng nhưng mà Hồng Duyên nói cái nặng của nó là hoàn toàn hợp lý ha, nó không bị trượt ha, nó khó bị trượt đó. Tốc chậm 650 vòng là maximum, tốc lẹ là 2000 vòng là maximum, nhưng mà cò nó cũng khá là mượt chứ không phải là bèo đó. Thì anh chị mình muốn bỏ cái chức năng anti kickback chỉ cần nhấn cái nút thôi là ok, mất cái chức năng, thấy không đó. Thì với một cái bộ máy như vậy, nguyên cái thùng như vậy anh chị đó, nguyên một cái thùng như vậy, hai cục pin, một cục sạc đế và một cái tay nắm trợ lực để anh chị khoan những cái đồ lớn, giá chỉ có 1.350.000 nhưng mà cho cái thân cho cái thân 1.350.000. Thì khi anh chị mua cái thân không á, nó có nguyên cái thùng và cái máy chưa có pin sạc. 1.350.000 tặng cho anh chị một cái bộ mũi khoan đa năng, là thấy kèo này thôi mấy à, khuyến mãi như vậy mấy ngon. Ở mỗi bộ mũi khoan này 130.000 của Ryobi anh chị đó. Thì anh chị mua cái thân thôi là sẽ được đầy đủ nhưng mà chưa có pin sạc thôi ha, tay nắm rồi thùng đầy đủ. Còn nếu anh chị mua nguyên bộ hai pin 5A báo pin bên hông nha anh chị nè, báo pin nữa này là báo pin bên hông nha, báo pin bên hông anh này nè. Thì anh chị mình thấy với nguyên một cái bộ như vậy, giá của nó sẽ là 1.980.000. Thì khi anh chị mua nguyên bộ, có đèn nguồn nổ dưới này đầy đủ ha, khi anh chị mình mua nguyên bộ thì anh chị mình sẽ được tặng cái quạt. Quạt anh chị cô chú mình sẽ được chọn hai cái quạt, một là cái quạt xoay được ha, quạt thì của Bosun. Bosun thì cũng của cái hãng của Himoki hoặc là của Workfit này, nó làm ra nha anh chị. Cái quạt này 220.000 nếu anh chị mua có xoay, còn cái quạt này 200.000 không có xoay, nhưng khi anh chị mua bộ là anh chị được quyền chọn hai cái quạt này, tùy cây nào muốn lấy cây nào cũng được. Ok ha, hai cái quạt. Quạt này thì nó cái lòng nó là bằng sắt cho nên là nó êm, nó có hai số. Đó, anh chị muốn mua lẻ cũng được ha. 200.000 cây quạt hoặc 220.000 nó xoay được ha, anh chị thích nào cũng được. Đó, thì mình nói về cái này là 160 new của Workfit à, chạy từ ha. Còn nếu anh chị muốn mua rẻ hơn, ok, anh chị mình sẽ nhảy về con khoan này bán khá là chạy, 13100, mẫu này là 13160, còn mẫu này là 13100 thì mẫu này nó có màu xám và màu xanh nha anh chị. 13100 thì mẫu này tóc của nó có 1800, nó thấp hơn tóc của con này ha, thấp hơn tóc của thằng 160 ha. Thì cái này nó cũng có anti kickback đó ngát, anh chị muốn mất cái chức năng đó anh chị nhấn giữ 1, 2, 3, 4, 5 gì đó là anh chị mình buông ra, nó mất cái đèn thì nó sẽ mất cái chức năng ha. Đó, thì anh chị mình mua cái này có 1.390.000, nó cũng có full thùng, hai pin của nó là hai pin 4A và có báo pin trên này, báo pin ở đây nó nhấn ha. Đó, còn cái báo pin của thằng này á, liệu báo pin có nằm bên hông anh chị, báo pin này nằm bên hông ha. Đó, khác nhau về hai cái pin, pin kia 5A hai cục, pin này 4A hai cục. 1.390.000 khi anh chị mua nguyên bộ, trọn bộ, có cái thùng của nó dày hai màu, thì anh chị mình được tặng một cái quạt bất kỳ ha, cái quạt xoay cũng được, cái quạt không xoay cũng được đó. 1.390.000 thì anh chị mình đã có như vậy rồi nè ha. Ha, một máy, hai pin, một sạc và một cái quạt, khá là rẻ đúng không? Thì anh chị mình cứ tính ra thử, mình sẽ thấy là một cái khoan này so với ở thị trường, một cái khoan anti kickback kẹt kẹt mình rút lỗi cây này vẫn được, nhưng mà số lượng nó không nhiều. Mình ở gia đình đồ mình xài khoan tường, khoan sắt, bắn dít là anh chị chơi mấy cái này ngon, khá là rẻ. Thì cái khuyến mãi này là hầu như Hồng Duyên thấy nhiều người mua, nên Hồng Duyên bán cái mẫu này cũng được, tại giá nó khá là rẻ mà kèm cái khuyến mãi quá ngon nữa. Thì anh chị có nhu cầu 13100, 1.390.000 tặng cái quạt nguyên bộ nguyên thùng, hoặc là 13160, 1.350.000 là cái thân tặng bộ mũi khoan,
hoặc nguyên cái bộ 1.980.000 thì tặng nguyên cây quạt, tùy anh chị chọn cái quạt nào. Thì anh chị có nhu cầu về sản phẩm quạt quýt, lâu lâu Hồng Duyên nhắc lại, nhắc chương trình khuyến mãi, hôm nay có thêm chương trình khuyến mãi cái bộ này nữa khi anh chị mua thân thì khá là ngon ha. Thì anh chị có nhu cầu với cái phân khúc vậy thì anh chị có thể liên hệ Hồng Duyên qua những số online bên trên, và anh chị cũng có thể để lại comment bên dưới rằng là anh chị đã thấy cái sản phẩm nào tầm phân khúc này mà giá này chưa, anh chị mình so sánh nó được với nào, thì anh chị có thể để lại comment bên dưới giúp Hồng Duyên ha, để Hồng Duyên sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm đó về xem nó như thế nào, nó phù hợp hay không, để anh chị mình có thể là mình dễ dàng mình lựa chọn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Hồng Duyên xin chào, bye bye.